John Glover, sát nhân đồ lót. Sát thủ người già. John Wayne Glover là một trong những sát thủ ghê sợ nhất trong lịch sử tư pháp xứ sở Kangaroo. Với vỏ bọc hoàn hảo, y đã thành công tiếp cận và ra tay sát hại 6 cụ bà cùng vô số vụ tấn công và quấy rối khác. Báo chí Australia thì đặt cho y cái biệt danh là sát thủ người già hay sát thủ đồ lót vì thói quen dùng quần lót của nạn nhân để siết cổ chính họ. Thi thể đầu tiên mà cảnh sát tìm thấy là của bà Gwendolyn Michelle Hill. Trưa ngày 1 tháng 3 năm 1989, khi nhìn thấy cụ đang chống gậy do dẫm từng bước trở về nhà từ cửa hàng, hung thủ nhanh chóng quay xe lại, dắt cây búa vào bụng. Sau đó, hắn theo dõi cụ bà đến lối vào khu dưỡng lão. Khi bà vừa cắm chìa vào ổ, y cầm búa giáng thẳng một cú vào gáy nạn nhân, đánh đập dã man vào đầu, vào thân thể của bà cụ. Sau đó, hắn chạy khỏi hiện trường với chiếc ví có 100 USD. Bà Michelle Hill vẫn còn sống khi được hai nam sinh phát hiện và chỉ vài phút sau khi cảnh sát và xe cứu thương tới nơi, nhưng đã tắt thở sau đó ít phút. Vụ án đang dẫm chân tại chỗ thì hai tuần sau, cụ bà Winifred Aston, 84 tuổi, bị phục kích ở lối vào căn hộ. Hung thủ tấn công bà bằng búa và ném nạn nhân vào khu vứt rác. Nạn nhân đã hoàn toàn bất tỉnh khi kẻ thủ ác cởi bỏ quần lót và siết cổ nạn nhân. Mặc dù không hề có hành vi xâm hại nào, song chi tiết mang rợ này đã trở thành danh thiếp của hung thủ. Điều đã mang lại cho y hổn danh sát thủ đồ lót về sau này. Lần này, ví nạn nhân có 100 USD. Cảnh sát bắt đầu hiểu ra khả năng họ đang theo dấu một kẻ giết người hàng loạt điên loạn. Các nạn nhân đều già cả, sống ở cùng một khu vực, đều bị tấn công và sát hại theo cùng một cách, và tất cả đều bị cướp ví. Chân dung sát nhân đồ lót. Cũng giống như trong nhiều vụ án hàng loạt khác, có vẻ cảnh sát đã nhiều lần lướt qua hung thủ, thậm chí là bắt được y nếu họ tích cực hơn, nhạy bén hơn hoặc may mắn hơn. Trường hợp này cũng vậy. Tại các khu dưỡng lão, một kẻ nào đó đã quấy rối bà Marjorie Mosley vào ngày 6 tháng 6 năm 1989 tại Wesley Gardens, Belrose, nơi cách khá xa Mosman. Bà Mosley đã trình báo vụ việc này rằng có một kẻ nào đó đã thọc tay vào quần bà. Tuy nhiên, nạn nhân không nhớ được hình dạng của thủ phạm. Đến ngày 26 tháng 4, kẻ bệnh hoạn lại mò tới khu dưỡng lão Caroline Chisholm ở Lancôme gần đó. Hắn lặng lẽ lên tầng, tóc váy một cụ bà và sơ soạn. Ở căn phòng bên cạnh, y kéo tục váy ngủ một cụ bà khác. Những người phụ nữ này gào khóc kinh hoàng và kẻ này đã bị các nhân viên an ninh thẩm vấn sau đó nhưng lại chùn mất. Dù cảnh sát có tới điều tra, song không gắn kết chúng với những vụ sát hại ở Mosman. Cảm thấy bất khả chiến bại, ngày 8 tháng 8 năm 1989, hung thủ lại tiếp tục hành động. Y đánh đập cụ Effie Candy tàn nhẫn tại một khu phố vắng vẻ ở Linfield cách không xa Mosman và cướp túi sách của bà. Ngày 6 tháng 10, hắn đóng giả làm bác sĩ và quấy rối đối với Phyllis McNeil, một bệnh nhân tại khu dưỡng lão Wibernia ở vịnh Neutral, lân cận Mosman. Đến ngày 18 tháng 10, y tìm cách gợi chuyện với cụ bà Doris Cox, 86 tuổi, khi bà trên đường về nhà ở phố Speed, Mosman. Hắn cùng đi với bà vào khu dưỡng lão, dùng toàn sức lực của mình để đập đầu bà Cox vào tường gạch. Nạn nhân đổ sụp ngay lập tức. Sau khi phát hiện trong túi sách của bà Cox không có tiền, y bỏ mặc nạn nhân và trở về nhà. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra khi nạn nhân đã sống sót sau vụ tấn công. Song do mắc chứng Alzheimer nên bà Cox đã mô tả mơ hồ nhân dạng của thủ phạm. Bà khai rằng kẻ tấn công là một thanh niên và thậm chí còn vẽ một bức chân dung thủ phạm. Thông tin sai lệch này đã khiến cảnh sát gần như đi nhầm đường. Đặc biệt là lời khai này phù hợp với phác thảo chân dung thủ phạm của các nhà tâm lý học, rằng kẻ sát nhân khả năng ở tuổi vị thành niên có tâm lý ghét người già. Chính vì thế, toàn bộ lực lượng tập trung vào việc truy tìm một thanh niên có hành động kỳ lạ hoặc có những mối liên hệ nào đó với các nạn nhân. Ác quỷ vùng Mosman lại tiếp tục gây hoang mang khi ra tay sát hại bà Margaret Parhurst, 85 tuổi, ngày 2 tháng 11 năm 1989. Nạn nhân bị đập vào sau gáy bằng một vật rắn khi đang trên đường về nhà, trên phố Longville vắng vẻ. Các bằng chứng pháp y cho thấy vụ tấn công chỉ kéo dài có vài giây và lực từ các cú đánh đã khiến nạn nhân bị nứt sọ và ra đi ngay sau đó.
hung thủ lấy túi xách của bà Pahut, nhét nó vào trong áo khoác cùng với cây búa gây án và lặng lẽ rời bỏ hiện trường. Không hề có nhân chứng nào, dù thi thể của bà Pahut đã được một nữ sinh phát hiện sau đó vài phút khi cảnh sát và xe cứu thương hối hả hú còi tới hiện trường. 57 thám tử kinh nghiệm nhất bang New South Wales được triệu tập và đặt dưới sự chỉ đạo của thám tử Hagen. Ngày 2 tháng 11 là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp cảnh sát hơn 30 năm của thám tử Hagen. Sau khi dành nhiều giờ kiểm tra hiện trường vụ án mạng bà Pahut, Hagen quá mệt mỏi sau nhiều ngày mất ngủ. Kết quả là ông đã gần như khuỵu xuống khi nghe báo rằng họ đã tìm thấy một thi thể khác. Cảnh sát phải xử lý hai vụ sát hại mang đặc trưng của tên sát nhân người già trong vòng chưa đầy 24 giờ. Nạn nhân thứ tư có tên Olive Cleveland, 81 tuổi, sống tại trại dưỡng lão Wesley Gardens ở Belrose. Hung thủ đập đầu bà Cleveland nhiều lần vào tường bê tông trước khi tuột quần lót nạn nhân để siết cổ. Sau đó, hắn bỏ đi với chỉ 60 USD trong túi xách của nạn nhân. Cảnh sát cảm thấy bất lực. Mọi người đều được huy động để tiến hành lục soát từng cái cây, ngọn cỏ trong khu dưỡng lão, cũng như tiến hành thẩm vấn bất kỳ ai có thể về thông tin liên quan đến kẻ giết người. Thậm chí họ còn gửi cả hồ sơ liên quan tới cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI với hy vọng có được một manh mối nào đó. Song tất cả đều vô vọng. Bờ biển phía bắc của Sydney không khí nặng như chì. Mọi người tránh đi lại trên đường. Các cụ bà chỉ dám ra đường bằng xe hơi. Tiến bộ thực sự đầu tiên tới từ bộ phận phân tích. Quá trình kiểm tra chéo lời khai cuối cùng cũng rút ra một thông tin chung. Trong nhiều vụ tấn công, một số nạn nhân nhớ lại đã thấy một người đàn ông trung niên to lớn bệ vệ với mái tóc búi tiêu. Mãi đến lúc này, cảnh sát mới thấy rằng họ đang truy tìm lầm đối tượng. Kẻ sát nhân sở dĩ gây cảm giác thoát ẩn thoát hiện là bởi hắn thuộc mẫu người không mấy thu hút sự chú ý của người khác. Thế nhưng, kẻ tình nghi còn chưa bắt được thì các thi thể lại liên tiếp xuất hiện. Vụ sát nhân thứ 3 trong tháng. Ngày 23 tháng 11, tên sát thủ phát hiện cụ bà 92 tuổi, Muriel Falconer, đang chật vật đi trên phố với một túi đồ nặng. Hắn ngay lập tức quay xe, lấy búa, găng tay và bám theo nạn nhân đến tận trước cửa nhà. Do bà Falconer bị điếc và lòa nên đã không nhận ra có người xuất hiện ở phía sau mình. Ngay khi cửa được mở, hắn đã dùng một tay bịt mồm, còn tay kia đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân cho đến khi bà ngã khuỵu. Y khép cửa, lục soát ví tiền và ngôi nhà rồi bỏ đi với 100 USD. Phải đến tận chiều tối hôm sau, thi thể nạn nhân mới được phát hiện khi người hàng xóm tới thăm hỏi. Và lẽ ra đây là nạn nhân cuối cùng. Phạm sai lầm. Ngày 11 tháng 1 năm 1990, có một kẻ đột nhập vào một phòng bệnh trọng của bệnh viện Greenwich, nơi có bốn cụ bà ốm yếu nằm trên giường. Y bước đến giường và sàm sỡ cụ Daisy Roberts, một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Nạn nhân hốt hoảng, bấm chuông báo động ở đầu giường. Một nữ y tá đã chạy đến, kẻ đột nhập vội vã bỏ trốn, nhưng cô này đã kịp ghi số xe của thủ phạm. Đáng ngạc nhiên là phải 3 tuần sau, thông tin này mới tới tai của tổ chuyên án. Tuy nhiên, dù sao người ta cũng tìm ra tên của nghi phạm. John Wade Glover, nhân viên bán bánh, đã lập gia đình, có hai con gái, sống ở khu Mosman, ngoại ô Sydney và ngoại hình hoàn toàn phù hợp với mô tả của các nạn nhân. Các thám tử bắt đầu tiến hành thẩm vấn Glover. Hắn phủ nhận việc mình là sát thủ đồ lót. Do không có bằng chứng vững chắc để buộc tội, nên nhóm điều tra quyết định lựa chọn phương án chờ đợi cho đến khi Glover hồi phục và tự lộ mặt. Một quyết định mà sau này đã cho thấy là hoàn toàn sai lầm. Các thám tử được cử theo dõi Glover 24/24. Sáng ngày 19 tháng 3, Glover đến nhà bà John Sinclair lúc 10 giờ. Cảnh sát theo dõi nghĩ đây là một cuộc viếng thăm bình thường và quyết định chờ đợi bên ngoài. Tuy nhiên, thời gian trôi qua mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Glover rời khỏi nhà. Vì thế, đến 18 giờ, lo lắng có điều gì đó bất ổn đã xảy ra, trưởng nhóm điều tra Hagen quyết định cho cấp dưới vào nhà. Đáng buồn là cảnh sát phát hiện thi thể bà Sinclair. Đầu nạn nhân bị đánh bằng búa, được bọc lại bằng những tấm khăn bông. Bà ta bị lột trần từ lưng trở xuống và chiếc quần lót quấn quanh cổ. Rõ ràng đây là hành động của ác quỷ vùng Mosman. Một người đàn ông bệ vệ với mái tóc bạc, trần truồng nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Cổ tay bị rạch và không khí sặc mùi rượu, nôn mửa.
Hắn chính là John Gwen Glover. Tự sát bất thành, hắn đã thú nhận về mọi hành vi phạm tội của mình. Vợ con của Glover đều gần như chết sững khi biết tin chồng và cha mình đã bị buộc tội sát hại 6 cụ bà. Họ không thể tin được Glover lại là kẻ sát hại người già khét tiếng. Tên sát nhân tinh ranh. Một chuyên gia tâm lý học nổi tiếng cho hay, Glover không những không điên mà còn nhận thức rất rõ những gì mình đang làm. John Glover là một kẻ nghiện bài bạc, và cách dễ nhất để Glover có tiền nhằm trang trải cho thói quen tốn kém này là ăn trộm. Hắn chọn nạn nhân là người già do họ không có khả năng phòng vệ trước một người đàn ông lực lưỡng. Khi hành động cũng là lúc Glover lên kế hoạch sẽ làm gì với ví tiền của nạn nhân. Những vụ án mạng mà hắn gây ra không có động cơ tình dục. Việc dùng quần lót nạn nhân để siết cổ họ chỉ nhằm mục đích bảo đảm rằng nạn nhân thực sự đã tắt thở. Ngoài ra, cách thức này cũng sẽ khiến cảnh sát lầm tưởng rằng những vụ án đó do một kẻ tội phạm tình dục thực hiện. Ngoài ra, nhà tâm lý học lý giải, lý do Glover lựa chọn các cụ bà là bởi Glover nuôi dưỡng sự thù hận và hung hãn của mình với các cụ bà ngay từ khi còn nhỏ, đặc biệt khi phải sống với một người bà cay nghiệt và dữ đòn. Lớn hơn, Glover cũng có những mâu thuẫn rồi thù ghét mẹ đẻ và sau này là mẹ vợ của mình. Glover kết hôn với Jacqueline Gay Galligrons vào năm 1968. Năm 1970, đôi vợ chồng chuyển tới Sydney sống với bố mẹ của Gay do người bố vợ lúc này đã ốm rất nặng. Chính từ đây, sự xung đột không thể hóa giải được giữa Glover và mẹ vợ đã xuất hiện. Mọi chuyện còn tệ đến mức không thể chịu được khi mẹ Glover nhập cư Australia vào năm 1982 và xuất hiện trước cửa nhà y. Trong quá trình chung sống, những mâu thuẫn dần tích tụ cùng với mối quan hệ mẹ con không tốt từ trước càng khiến Glover khó chịu. Cuối cùng, sau khi lần lượt mẹ vợ và mẹ đẻ qua đời, Glover quyết định những cụ bà khác cũng phải như vậy. Kết cục. Phiên xử Glover diễn ra vào tháng 11 năm 1991. Bị cáo phủ nhận tội giết người với lý do hắn bị điên loạn khi thực hiện các vụ án mạng man rợ này. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lời biện hộ này và chỉ cần 2 giờ rưỡi thảo luận để khẳng định Glover có tội và không hề mất trí. Anh ta còn có thể chọn khi nào nên tấn công và khi nào nên dừng lại. Glover là tên tội phạm tinh ranh và khôn ngoan, cẩn thận trong việc che đậy dấu vết. Bất cứ nơi nào anh ta đi qua đều có nguy cơ gặp nguy hiểm, thẩm phán cho biết. Xét về phương diện tội phạm học, những kẻ sát nhân hàng loạt như Glover thường lặp đi lặp lại những dấu hiệu đặc trưng trong các vụ giết người. Những kẻ như vậy rất nguy hiểm, bởi mỗi khi tội ác xảy ra là tất cả dư luận đều biết rằng kẻ giết người vẫn còn đang ngoài vòng pháp luật. Ở trường hợp của Glover là hành vi đánh đập dã man các cụ già ở nơi công cộng và dùng đồ lót của chính nạn nhân để siết cổ họ. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã tuyên phạt mức án cao nhất dành cho Glover với 6 bản án chung thân. Cùng với đó, Glover sẽ không bao giờ được xét ân xá hay trả tự do trước thời hạn. Ngày 9 tháng 9 năm 2005, sau hơn 10 năm sống trong tù với sự tuyệt vọng trước viễn cảnh sẽ không bao giờ được tự do, John Gwen Glover đã treo cổ tự tử trong phòng giam của mình, khép lại một trong những vụ án tồi tệ và kinh hoàng nhất trong lịch sử tội phạm Australia. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp từ Internet. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những uẩn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.